Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng của đất nước ta với diện tích rộng trên 54.600 km2, chiếm xấp xỉ 17% diện tích của cả nước, bao gồm 5 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Đắk Nông. Được đánh giá là khu vực hiếm có tại châu Á, Tây Nguyên hội tụ đầy đủ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, địa lý cho phát triển nông nghiệp hàng hóa. Đó là hệ sinh thái đất đỏ ban gian màu mỡ, độ cao trung bình 600 m trên mực nước biển và đặc biệt quanh năm không bị bão lũ. Với dân số trên 5,9 triệu người, diện tích đất nông nghiệp xấp xỉ 5 triệu hecta, Tây Nguyên chính là vùng đất có diện tích đất canh tác trên đầu người thuộc top cao nhất tại nước ta. Tư liệu quan trọng hàng đầu để sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhờ đó, GRDP vùng Tây Nguyên luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức trên 7%, cao hơn trung bình cả nước. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 tăng 6,05% một năm. Riêng năm 2021 tăng 5,8%, chiếm gần 12,8% giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp. Tây Nguyên không thể tự giải quyết vấn đề phát triển của mình nếu mà cứ khép kín nữa. Cho nên cái điều kiện đầu tiên cho Tây Nguyên muốn làm được là phải mở ra cho Tây Nguyên, phải kết nối Tây Nguyên. Mở ra Tây Nguyên không phải là chỉ mở xuống mấy cái tỉnh lân cận, mà mở với Tây Nguyên là mở ra cả cái thị trường thế giới. Kéo thế giới đến với Tây Nguyên. Tây Nguyên lâu nay vẫn là cái địa bàn tương đối là bị đóng kín, tương đối bị chặn với thế giới. Thế làm sao Tây Nguyên phát triển? Đường xa không thông, làm sao doanh nghiệp lên? Thì đấy là cái điều kiện mang tính chất quyết định nhất đối với Tây Nguyên ấy, là phải mở. Những hạn chế của Tây Nguyên về hạ tầng, giao thông, lao động, liên kết, chế biến đã được chính phủ, các bộ ngành địa phương và đặc biệt là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhận diện trong những năm gần đây. Vì vậy, 2022 này được coi là năm bản lề khởi đầu của cách mạng thay đổi toàn diện nền nông nghiệp Tây Nguyên theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, tăng tính liên kết vùng, để biến vùng đất đỏ ban gian này không chỉ trở thành mũi nhọn chủ lực trong sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông sản của Việt Nam, mà còn là trung tâm nông sản mới của châu Á và thế giới. Và mới đây, nút thắt quan trọng đầu tiên với 5 tỉnh Tây Nguyên đã được chính phủ mở khóa với việc đầu tư khởi công xây dựng đồng loạt các tuyến đường bộ cao tốc kết nối Tây Nguyên với các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Việc 3 tuyến cao tốc Dầu Dây, Liên Khương, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Đắk Nông, Bình Phước được xây mới cùng các tuyến quốc lộ khác được cải tạo nâng cấp tích hợp với mở rộng sân bay Buôn Mê Thuột tại Đắk Lắk và Liên Khương, Lâm Đồng thành sân bay quốc tế. Khi hoàn thành, chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo vùng kinh tế trọng điểm Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương cũng đang nhận diện, đánh giá, đề nghị Trung ương cần có một chiến lược tầm nhìn nông nghiệp mới cho Tây Nguyên với đầy đủ cơ chế, chính sách, điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp Tây Nguyên phát triển. Với sự thay đổi toàn diện về giao thông, hạ tầng, logistics, cơ chế, chính sách và khát vọng giàu có của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, có lẽ đây chính là thời điểm vàng để nông nghiệp Tây Nguyên cất cánh. Và nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay với các tỉnh Tây Nguyên chính là trải thảm đỏ, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, kiểm soát tốt đầu vào của nông nghiệp. Vậy, Tây Nguyên đang sở hữu những lợi thế nào về nông nghiệp? Nông sản Tây Nguyên đang đứng ở đâu trên bản đồ nông sản Việt để thực sự trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước? Tây Nguyên có trên 640.000 hectare cà phê, chiếm trên 92% diện tích cả nước. Sản lượng thu hoạch đạt 1,67 triệu tấn, chiếm khoảng 95% sản lượng cà phê cả nước. 87 cơ sở chế biến cà phê, chiếm 36,4% cả nước. Cà phê Tây Nguyên hiện chủ yếu được xuất khẩu thô sang các thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN và Trung Quốc. Tây Nguyên sở hữu diện tích canh tác hồ tiêu lớn nhất nước với gần 83.000 ha, sản lượng trên 190.000 tấn, chiếm gần 65% tổng diện tích và trên 68% sản lượng hồ tiêu cả nước. Hồ tiêu Tây Nguyên chủ yếu là xuất thô sang các thị trường xuất khẩu là Mỹ, EU và các nước Trung Đông.
Tây Nguyên có trên 233.000 ha cao su, sản lượng mủ gần 279.000 tấn mủ. Hiện có 10 doanh nghiệp chế biến cao su với công suất chế biến trên 70.000 tấn sản phẩm một năm. Thị trường xuất khẩu cao su chính của Tây Nguyên là Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và EU. Diện tích chè của Tây Nguyên có khoảng 25.000 ha, tập trung chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng. Sản lượng chè ở Tây Nguyên đạt 200.000 tấn, chiếm 20% sản lượng chè cả nước. Trong đó, Lâm Đồng và Gia Lai hiện có hơn 40 nhà máy chế biến chè. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là trong nước, Đài Loan, Trung Đông. Diện tích điều tại Tây Nguyên hiện nay còn khoảng 90.000 ha, chiếm xấp xỉ 22% sản lượng điều cả nước với 8 nhà máy chế biến ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai. Thị trường tiêu thụ chính là xuất khẩu đi hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tây Nguyên có trên 172.000 ha sắn với sản lượng gần 3,5 triệu tấn, chiếm trên 33% diện tích và sản lượng cả nước. Tuy nhiên, số lượng nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Tây Nguyên vẫn còn khá khiêm tốn, nên chủ yếu xuất khẩu thô sang thị trường Trung Quốc. Diện tích cây ăn quả tại Tây Nguyên không ngừng tăng trong những năm gần đây, hiện đạt gần 117.000 ha. Các loại trái cây chủ lực là sầu riêng, chanh leo, bơ, xoài, mít. Các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai đã hình thành được trên 20 nhà máy chế biến rau quả với công suất trên 300.000 tấn sản phẩm một năm. Trong đó, nổi bật các nhà máy thu mua chế biến ngô làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và chanh leo khép kín liên kết chặt chẽ với bà con nông dân. Tây Nguyên hiện có hơn 35.000 ha mía, chiếm trên 27% diện tích mía cả nước, sản lượng hơn 2 triệu tấn mía. Công suất thiết kế của các nhà máy ép đường tại Tây Nguyên trên 32.000 tấn mía một ngày với sự góp mặt của các doanh nghiệp lớn, thị trường tiêu thụ chủ yếu là trong nước. Tổng đàn gia súc gia cầm vùng Tây Nguyên có xu hướng tăng, tổng đàn bò từ 717.000 con năm 2016 lên 900.000 con năm 2021. Tổng đàn trâu duy trì ổn định trên 88.000 con, đàn lợn gần 2,2 triệu con, tổng đàn gia cầm tăng 8,62% một năm với 17 triệu con năm 2016 đã tăng lên 28 triệu con năm 2021. Trong những năm gần đây, Tây Nguyên trở thành điểm sáng của cả nước trong việc thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi với những tổ hợp chăn nuôi hiện đại quy mô lớn khép kín của Tập đoàn Dehus, Tập đoàn Hùng Nhơn, Tập đoàn Thaco, Tập đoàn TH. Số lượng đàn ong mật ở Tây Nguyên chiếm tỷ trọng lớn tới 41,4% trong tổng đàn hơn 1,7 triệu đàn ong mật của Việt Nam. Mỗi năm Tây Nguyên sản xuất hơn 12.000 tấn mật. Lượng mật ong xuất khẩu của Tây Nguyên chiếm 80% tổng lượng mật ong xuất khẩu của cả nước. Tây Nguyên có diện tích mặt nước rất dồi dào với trên 36.600 ha mặt nước có thể nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, hàng trăm công trình thủy điện, thủy lợi lớn nhỏ là những hồ chứa nước lớn cũng thuận lợi cho phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Thị trường tiêu thụ thủy sản chủ yếu là nội địa. Tây Nguyên có gần 1.700 loài cây thuốc với rất nhiều loài, trong đó có tiềm năng phát triển và có giá trị kinh tế cao, đã được tập trung nghiên cứu như sâm ngọc linh, lan kim tuyến, hà thủ ô đỏ, thổ phục linh, bạch cập, sâm cau, đan sâm, đảng sâm. Một số tỉnh ở vùng Tây Nguyên đã phát triển diện tích trồng cây dược liệu với quy mô khá lớn như Kon Tum 898 ha, Đắk Nông 700 ha, Lâm Đồng 300 ha. Trong đó nổi bật nhất là tỉnh Lâm Đồng với 59 cơ sở thu mua chế biến dược liệu và 12 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm chức năng từ dược liệu. Hiện Trung Quốc đang là quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất vào Nhật Bản nhờ sớm xây dựng hệ thống logistics và giá cả nông sản của nước này khá cạnh tranh trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, những diễn biến khó lường trong tình hình thế giới như đại dịch COVID-19 hay cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang cho thấy rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn cung duy nhất. Bởi vậy, đây là thời điểm tốt để nông sản Việt Nam phát triển, mở rộng thị phần tại Nhật Bản. Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng đang có lợi thế với hệ thống trồng trọt rộng lớn, giá cả cạnh tranh và điều này có thể giúp tiềm năng nông sản khu vực này đủ sức cạnh tranh với nông sản Trung Quốc. Mấy cái đất Tây Nguyên mình đó là cũng là một cái đất tốt nhất Việt Nam. Từ cái đất mình đó là mình trồng cái gì mình muốn, nó sẽ ra sản phẩm nông sản rất là ngon. Đó là lý do sao mà thật ra là từ chỗ nào mình nói là rau củ quả từ Tây Nguyên đó, từ Lâm Đồng, ví dụ nó nói Lâm Đồng đó, là cũng là số 1.
từ trái khoai tây, từ trái củ nào, từ cái gì mình trồng là sẽ rất là tốt. Chắc chắn là chúng tôi đó là tập đoàn Central đó đánh giá rất là tốt chủ cái sản phẩm nông sản từ Tây Nguyên mình. Có thể nói, Tây Nguyên hiện đã hội tụ mọi điều kiện cần để trở thành trung tâm sản xuất nông sản của châu Á và thế giới, khi nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu tỷ đô la Mỹ của Việt Nam là cà phê, cao su, hồ tiêu, rau quả, sắn, hạt điều, khu vực Tây Nguyên đều chiếm tỷ trọng áp đảo trên 50%. Trong đó, riêng hai tỉnh là Đắk Lắk và Đắk Nông năm 2021 đạt giá trị xuất khẩu vượt 1 tỷ đô la, với nông sản chiếm tỷ trọng chính. Một số nông sản của Tây Nguyên đã thâm nhập được vào các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, EU, Anh, Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều kiện đủ thiếu nhất hiện nay chính là cơ chế chính sách về đất đai, thủ tục hành chính, nguồn vốn thực sự thông thoáng để thu hút được nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn tới đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào khâu bảo quản, chế biến và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ bền vững, hình thành một hệ sinh thái nông sản đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu của thị trường 100 triệu dân trong nước và xuất khẩu. Minh chứng điển hình là tỉnh Gia Lai đã mời gọi được công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và đầu tư xây dựng một tổ hợp chế biến rau quả có công suất lớn và hiện đại nhất cả nước. Từ hạt nhân là Doveco, Gia Lai đã vươn lên trở thành vùng trồng chanh leo có diện tích đứng đầu của cả nước, với liên kết nông dân và nhà máy bền vững, đời sống nông dân được nâng cao với thu nhập lên tới 500 đến 700 triệu đồng một hecta. Sản phẩm chanh leo của Việt Nam từ con số không tròn chỉnh trên bản đồ đã vươn lên tầm khu vực và đủ sức cạnh tranh với những quốc gia trồng và chế biến chanh leo hàng đầu thế giới hiện nay là Costa Rica, Peru, Ecuador, tại các thị trường khó tính nhất là Nhật Bản, EU. Chúng tôi thấy rằng ở tại thời điểm này và tương lai lâu dài hơn nữa, thì nếu đầu tư phát triển các loại rau quả, các loại cây ăn quả nói chung, nói riêng sẽ cho hiệu quả kinh tế cao. Ví dụ 1 hecta chanh leo đến thời điểm này 1 năm có thể cho thu nhập từ 500 đến 700 triệu 1 hecta. 1 hecta dưới MD2 có thể cho thu hoạch là 600-700 triệu. Tương tự như vậy, các loại cây chuối cũng có chuối mà để xuất khẩu thì cũng cho giá trị kinh tế rất cao. Đối với Tây Nguyên còn rất là nhiều tiềm năng, nhưng các điểm nghẽn mà hiện nay Tây Nguyên trong đó là Gia Lai cũng đang gặp phải, đó là hạ tầng giao thông, hạ tầng kết nối. Gắn với hạ tầng giao thông là cái hạ tầng logistics còn yếu kém. Đây là những cái điểm mà yếu mà Tây Nguyên và Gia Lai đang gặp phải. Nếu khơi thông được cái điểm nghẽn này, tôi tin rằng là các nhà đầu tư sẽ đẩy mạnh cái việc đầu tư vào Gia Lai. Và tôi hy vọng rằng là nghị quyết của Trung ương sắp tới đối với vùng Tây Nguyên cũng giống như là vừa rồi là ban hành với cái vùng Tây Nam Bộ thì sẽ được là cởi trói cho Tây Nguyên phát triển. Từ thực tiễn thành công của Doveco trong đầu tư nhà máy chế biến rau quả tại Gia Lai, việc kết nối thu hút doanh nghiệp lớn tới đầu tư được coi là chìa khóa để nông nghiệp Tây Nguyên chuyển mình từ truyền thống lấy công làm lãi sang một nền nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn, chế biến sâu, hàm lượng khoa học cao, giá trị kinh tế lớn và phát triển bền vững. Để giải quyết được bài toán liên kết này một cách căn cơ, bài bản và hiệu quả, đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ từ chính phủ, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và từ chính nội tại người nông dân trong việc liên kết lại với nhau thành những hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới. Điều quan trọng vẫn là thị trường. Cái thị trường đòi hỏi là khi mà các doanh nghiệp xây dựng cái thương hiệu của mình đồng thời phải gắn với thị trường thì lúc đấy cái thương hiệu thì mới là phát huy được. Chứ bây giờ hiện tại cái tỷ lệ mà xuất khẩu cà phê rang xay của chúng ta vẫn hiện tại ở cái mức rất khiêm tốn. Với hiện trạng tự nhiên và văn hóa đặc trưng của mình cộng với xuất phát điểm sau, nhiều chuyên gia cho rằng các tỉnh Tây Nguyên trong công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của mình hãy mạnh dạn và đột phá chọn giải pháp mới thay vì đi theo cách truyền thống mà những tỉnh đồng bằng hay miền xuôi đã trải qua.
Đặc biệt, nông nghiệp Tây Nguyên cần được xây dựng và phát triển trên nền tảng văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên và con người Tây Nguyên, kết hợp với công nghệ hiện đại của thế giới để tận dụng được tối đa nguồn lực và các hiệp định thương mại tự do mang lại, hội tụ tất cả những giá trị vào nông sản Tây Nguyên. Như chúng ta biết rồi, là sau 35 năm đổi mới thì nông nghiệp Tây Nguyên phát triển với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, tiềm năng lợi thế còn rất lớn. Nhưng chúng ta cũng phải thấy những khó khăn thách thức về biến đổi khí hậu, về khoa học công nghệ, về đổi mới sáng tạo, về nguồn nhân lực chất lượng cao, về chuyển đổi số và hạ tầng kho bãi chế biến còn rất nhiều tồn tại. Như vậy, để khai phá được Tây Nguyên, cất cánh được, hội nhập được khu vực quốc tế, không phải chỉ thị trường trong nước mà thị trường thế giới biết Tây Nguyên, thì chúng ta phải tập trung đoàn kết lại, giải quyết từ cái chính sách đến cái thủ tục hành chính cũng như tổ chức thực hiện một cách quyết liệt để chúng ta thúc đẩy Tây Nguyên phát triển và phải lấy nông dân là trung tâm. Tôi tin chắc nếu chúng ta làm tốt những điều đó thì nông dân Tây Nguyên sẽ có những thay đổi rất lớn cả về đời sống vật chất và tinh thần. Trên tinh thần đổi mới mà Tư lệnh ngành nông nghiệp nhiều lần nhấn mạnh, nông nghiệp Tây Nguyên cần phải chuyển dịch mạnh mẽ từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đoàn kết và liên kết nhằm tạo những điều kiện tốt nhất để đón đại bàng và chim sẻ tới đầu tư. Giải được bài toán này, chắc chắn nông nghiệp Tây Nguyên sẽ cất cánh, từ đó biến Tây Nguyên trở thành hình mẫu của một nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có và nông thôn văn minh của nước nhà.